Và quay trở lại với cuộc trò chuyện này thì anh Hòa cũng mới chia sẻ là một tháng trời ekip làm việc ở cái điều kiện là thời tiết và nhiệt độ thấp nhất có thể. Ủa nhưng mà không biết mà lý do vì sao chọn nhiệt độ thấp nhất có thể vậy anh? Để cho teo cơ hay gì? Cái này thì thôi để anh đường băng. Dạ đường băng không phải là những pha hành động nó nóng quá, đâm ra là chọn nơi mát nhất, lạnh nhất để cho đỡ mệt không anh? Dạ xin chào mấy anh chị phóng viên. Dạ cái chuyện lạnh đó là thật sự ra là mình không nghĩ. Tại mình nghĩ là Đà Lạt thì mình cũng nghĩ là chắc lạnh thì cũng khoảng chừng 17, 18, 16 độ là... Dạ, là mát mát rồi đó. Mát mát là mình chịu được. Dạ, tủ mát chịu được chứ tủ đông chịu được. Thì xong nhưng mà khi mà mình quay á, mình quay những cái phân đoạn có nhiều ngày mình quay tới 4 giờ sáng. Dạ. Thì khi mà đêm xuống, sương xuống, dạ. Rồi gió nữa. Dạ. Cho nên nó lạnh. Mà ngày đầu tiên thì mình thấy lạnh mình khoái. Sướng, yeah. Rồi có bếp than, rồi nướng khoai lang, đồ lãng mạn đã lắm quá. Liên tục 15 ngày, yeah. Bắt đầu anh em không còn nhìn nhau nữa. Quay xong phân đoạn thì mạnh ai nấy kiếm một chỗ để mà ngồi. Bắt đầu, yeah. Thấy anh em giống như Tú là dân Hà Nội, yeah. Tú thì cứ nói, ôi cái này thì lạnh ngầm gì với Hà Nội của em. Được 2 ngày em à, tới ngày thứ ba thấy Tú lấy cái đồ mà để người ta quấn thức ăn á, quấn vô lây rồi mặc áo mưa đồ các kiểu, yeah. Xong rồi nằm ôi rét quá. Mấy độ anh lúc đó anh có đo mấy độ anh? Lúc đó anh nghĩ chừng 13-14 độ à, nhưng mà tại vì do sương, yeah, sương với lại do cái gió đó, yeah. Thổi liên tục thấu xương, mà do là yêu cầu bối cảnh của Hòa là phải trong đó, Hòa muốn trong đó tại vì trong đó nó có một con suối nó đẹp. Dạ, vậy đó. Dạ. Có một cái kỷ niệm bên lề một tí là trong khoảng thời gian anh chị thực hiện bộ phim Chị 13 cũng là cái khoảng thời gian mà Đông Nhi ông Ngô Thắng cũng tổ chức đám cưới. Thì không biết là cái lịch cưới đó có trùng với lịch quay của mình và ảnh hưởng tới lịch quay của mình không ạ? Không. Lúc đó quay xong rồi tụi anh mới bay đám cưới thôi, Đông Nhi với ông Ngô Thắng. Dạ. Anh có gặp em quẩy ở trên sàn. Dạ thì em cũng có nghe là anh phải lập tức lo cho xong cái Chị 13 rồi mới đến với đám cưới à? Đúng. Dạ, cảm ơn Đường Băng. Còn với Tú xác nhận đi em, cái độ lạnh nó khủng khiếp như thế nào và những pha hành động có gây khó khăn cho em, bởi vì cái nhiệt độ lạnh thật sự là ảnh hưởng trực tiếp đến từng pha hành động của các diễn viên ấy. Thật ra thì nó lạnh thật anh ơi, tại vì nó không phải là mình quay ở trong dưới thành phố ở dưới mà vào thẳng trong rừng, vô sâu trong rừng rồi ở tóc luôn hả? Dạ đúng rồi, quay ở trong rừng nên là rất là lạnh, và khi mà bắt đầu đêm nó xuống, sương nó xuống mà cái gió, anh biết gió nó thổi á vào tận xương, nên là lạnh lắm. Và thực sự thì đây là một phim mà em cũng như Còm nói và em thực sự đồng tình với cái chuyện này, là đây là phim vui nhất em từng đi, rất nhiều kỷ niệm vui. Vui là vì kịch bản hay, vui hay là vì cái sự tương tác của các anh em, tất cả mọi thứ. Dạ. Và em rất là vui, rất hạnh phúc khi mà được có mặt trong phim này. Dạ, cảm ơn diễn viên Tú. Dạ, sao anh cậu, anh Hòa có gì bổ sung không? Nhớ Tú về á, là Tú đi chơi với cháu Bùi không mà đâu có chơi với anh em đòn đâu. Ôi, bây giờ cũng khai thác cái vụ này nè. Thiệt á, cháu Bùi ơi. Cháu sẽ hiện bên nhân vật này. Vâng. Tại vì... anh em trước. Đó, bây giờ đó, cộng đồng chàng trai, chàng gái đầy đủ nha. Nói sao cho thiệt nha. Mọi người cũng biết là trong phim Chị 13 thì Châu với các anh Tú là một đôi và có rất là nhiều những cảnh tình cảm. Cho nên, và trước đấy thì Châu và anh Tú thì lại không có, chưa anh em chưa gặp nhau bao giờ, chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Yeah. Và Châu thì kiểu rất là, lúc nào Châu nhìn anh Tú lại không dám nhìn vào mắt luôn, rất là sợ. Sao vậy, anh đẹp trai quá sợ hay sao? Không ạ. Gu anh là gu châu Á đó. Thế cho nên là anh Tú bảo là ok, mình phải làm gì đó thôi, tại vì nếu mà em cứ ngại thì rất là khó để đóng ra cảnh phim. Đối với Châu thì đây là một cái sự giúp đỡ của anh Tú. Anh Tú bảo cho đi xuống để đi kiểu đi ăn một cái món với mọi người cho để dần dần sẽ quen với cả mọi người hơn. Và Châu nghĩ rằng là mình đã làm được và làm tốt ạ. Là anh đã lần em đi luôn, để xuống vậy luôn hả? Hay anh nói sao, nói lại cũng nghe cho anh nghe coi. Anh lúc mà đủ nhanh nó đủ sao nè, cũng năm rồi. quên à lâu lắm rồi. Dạ thì anh đâu có gì đâu sợ. Trời ơi, nói như em ghen vậy Thảo. Không phải tại vì mặt á. Hay là Thảo nói giùm ai? Dạ nó nói, em nói giùm ai. Nói thật đó, rồi sao nè. Không, tại vì thực ra em không biết là tại sao, em không hiểu lý do tại sao mà ngày xưa với Châu lại sợ nhìn vào mắt em thấy bình thường mà. Đáng sợ lắm nhỉ.
Ừ, là phải anh đẹp trai, đẹp trai quá hay là anh ăn em hay sao mà anh sợ? Không, thật tại vì em gặp bé Châu, như bé Châu có nói thì bọn em chưa từng hợp tác, dạ. Sợ là không ăn ý thôi. Thế nên khi mà bọn em tới Đà Lạt đó, thì ngày cảnh quay đầu tiên là em với bé Châu là quay cảnh tình cảm. Và lúc đó vừa quay cảnh đầu tiên xong là em có thấy là không ổn rồi, nên là em cần phải có những cái khoảng thời gian mà em và bé Châu đi ăn uống. Tất nhiên là vẫn có ngại cảnh chứ. Đi tự tác đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Có. Dạ, xác nhận à, xác nhận có không? Dạ, có không? Ủa, sao ai cũng lắc hết vậy? Dạ, không có à, thưa quý vị báo chí, không có à. Ủa rồi em có đi với lại nhà đầu tư không? Nhà tụi anh là không có nha. À, ok. Không có nha. Dạ, nói chung là Tú cũng ráng tạo điều kiện để làm quen với Châu Bùi để mọi người có thể quen hơi, à không, quen ý nhau, quen ý ăn ý hơn trong cái diễn xuất. Nhưng mà bị cái đạo diễn, thí dụ hai diễn viên người ta chưa quen mặt nhau thì sơ sương sương dài cảnh tương tác thôi, tự nhiên mới cảnh đầu tiên đâu cảnh tình cảm rồi đạo diễn, ai sắp lịch kỳ vậy? Thằng sắp lịch. Bây giờ chứ là tại vì thực ra là bối cảnh rồi các cái thiết kế set up tụi này kia nó cũng có một cái tham lai của nó. Thành ra là cảnh đầu tiên hình như là hai người chỉ là chở nhau trên xe chạy một cảnh một tao ngoài đường thôi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Hôn nhau đấy ạ. Cảnh ngày đầu tiên là hôn nhau rồi, nhưng mà ý là vậy, do lịch của hai bạn này bị dày, trước đó là mình đã nói là thôi hai em tranh thủ giao lưu ở Sài Gòn trước đi, giao lưu nhẹ cái đi rồi lên Đà Lạt mình làm chuyện kia nó gọn lắm. Thì hai bạn ai biết lúc đó là do lịch của hai bạn bận rộn quá, thì lên tới Đà Lạt rồi hai bạn là vừa đóng vừa giao lưu luôn. Không phải, tại vì thực ra như mọi người cũng thấy đợt... Em cứ giải thích cái quá trình mình trao đổi chất với lại đồng nghiệp với anh như thế nào, sao? Không phải, tại vì như mọi người cũng thấy thì là... Đâu ai thấy gì đâu. Qua cả trong phim Chị 13 thì có rất là nhiều đại cảnh, rất là nhiều cảnh lớn. Và những cái cảnh của em và bé Châu là những cảnh mà nó nhỏ và nó lẻ. Nên là em nghĩ cái nên để quay trước, tại vì phim có nhiều cảnh kiểu vậy. Thì như trai mới lớn quý vị ơi. Thôi khỏi hồi nãy em nó rối tội nghiệp nữa. Nhưng mà cho Bùi cảm nhận như thế nào về tình cảm của các diễn viên, các anh chị em trong đoàn dành cho mình cũng như là dành cho nhau à? Đặc biệt là anh Tú. Cứ nói thật lòng nha em. Đúng rồi em ơi. Đặc biệt là anh Tú em ơi. Thật ra thì em cũng như là em vừa phỏng vấn với cả mọi người ở ngoài thì Châu cũng nói là đây là một bộ phim mà Châu học được rất rất là nhiều. Và ngay đầu tiên mà Châu được nhận lời mời đóng vai Lin thì Châu cũng rất là băn khoăn, Châu không biết là mình có làm được tốt hay không, mình sẽ phải học thêm những cái gì. Nhưng mà khi mà vào phim rồi thì tất cả các anh chị ở đây đều dạy cho Châu rất là nhiều những thứ. Ví dụ như là từ anh Tuấn hay là chị Trai, anh Luật rồi là anh Tú, tất cả mọi người, anh Hoàng cũng nói cho Châu rất là nhiều. Nên là đối với Châu đây là một kinh nghiệm rất là quý báu với mình để mình có thể phát triển. Cảm ơn Châu Bùi, rất là đáng yêu à. Dạ, cảm ơn Châu Bùi. Còn với anh Thái thì cũng thay mặt cho ekip làm phim cũng xin anh thứ lỗi với showcase vừa rồi thì không có sự xuất hiện của anh trên màn ảnh, nhưng mà cái vai trò anh Thái thì cũng xương xương nhẹ nhẹ trong phim. Dạ, em không biết là cái vai trò mình như thế nào trong phim à. Dạ. Lời đầu tiên thì Châu Thái xin kính chào các anh chị có mặt tại đây. Và vai của Thái thì cũng hơi quan trọng lắm, bởi vì là ba của Lin do Châu Bùi đóng. Và một dạ tới đó thôi anh, dạ tới đó thôi đó. Dạ em kiếm làm phim mới dặn em là mình giới thiệu tới đó. Dạ tới đó thôi anh. Đó chứ mọi người cũng thắc mắc, ủa sao nãy giờ chiếu mà không có anh Thái thì đó. Dạ ba Lin hết. Dạ em thêm cái được anh, thêm cái nữa là ông Hoàng do ông Thái đảm nhiệm là crush của Chị 13. Crush của chị 13. À crush đó hả? Crush của thì hiện tại hay thì quá khứ hay thì tương lai? Hay cái để chị 13. Thôi cả anh đi, ở chỗ anh nói hồi xoay hết phim. Giai của tôi với giai anh Hoàng, giai anh Chứng Minh Quốc Thái là hai ẩn số trong phim nha mọi người. Đó mọi người ơi. Mọi người thấy từ nãy giờ tôi cũng chỉ xuất hiện lên nước thôi nha mọi người. Dạ. Tại vì trong lúc quay tôi cũng bị kẹt á, cho nên quay cũng được ít là không nhiều lắm. Dạ, hẹn chị hai anh ngồi hơi xa nhau. Dạ, cảm ơn anh Thái với sự tiết lộ cũng khá là thú vị vừa rồi. Dạ, tiết lộ tới đó thôi à. Còn quay trở lại với Kiều Minh Tuấn. Một trong những nhân vật cũng rất là quan trọng của bộ phim khi cố gắng phục thù cho người em của mình là Đức Mát. Thì Kiều Minh Tuấn dường như là những cái vai diễn này không có làm khó được Tuấn rồi. Thì Tuấn cảm nhận như thế nào về vai diễn lần này?
bởi vì Tuấn đã từng tham gia qua rất nhiều bộ phim về đề tài này rồi. Ở lần này có điều gì nổi bật nhất các bạn, theo bạn cảm nhận? Nổi bật là cái vai này nó khùng hơn. Khùng hơn, đúng với cái tên gọi. Khùng như thế nào ạ? À, có thể mời Hoàng đi xem phim. À dạ, cảm ơn. Vậy là những vai trước là ngầu, vai này là khùng. Khùng này là bạn đem cái chất của mình ở từ ngoài đời vào trong phim, hay là với sự sáng tạo trong kịch bản để thì chị thu ra? Thật ra cái này lúc đầu thì nó cũng không khùng lắm, nhưng mà nhờ bên chị Thu Trang á là bắt là phải tập dượt với nhau kỹ về phần kịch bản, làm về phần kịch bản, cho nên là phát triển từ từ lúc mà mỗi người thêm chút là phát triển ra cái giai thẳng khùng này nó đậm đà hơn. Dạ, cảm ơn diễn viên Kiều Minh Tuấn à. Còn với Phát Lan thì sao nào? Đây là lần có phải là lần đầu tiên? À, đây là vai diễn đầu tiên trong bộ phim Chị 13 này, bởi vì phần 1 Phát Lan không xuất hiện. Dạ, đúng nữa, tại vì cái vai là nó phải liên tục với nhau mà. Dạ. Thì cái vai của em là em của anh Thắng Khùng. Dạ, là Đức Mát. Thì hai anh em là trong gia đình khùng mát với nhau đó, thì cái độ điên ở trong cái phim này nó dữ dội lắm. Dạ. Ủa? Anh không tìm hiểu nhân vật kỹ hả? Không, anh thôi. À. Còn hai anh em chưa? Thì anh có hiểu là em của mình chứ. Hai anh em là khùng mát. Ờ, khùng với mát đó. Ủa, giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Bây giờ nói anh mới để ý. Oh, wow. Wow, bà gia đình lên lắm á. Dạ đó, thì cái vai này là... thực ra là lúc mà em vào cái vai này rất là khó, bởi vì con người ngoài đời của em nó không có dạy, nó không có không điên, có mát hả? Nó mới điên, nó gọi là nó giống như là em mắt ngầm đúng không, còn này mắt nổi không, cũng là bình thường. Ở ngoài con người của em rất là hiền. Hiền và kiểu như là không có quậy mà nó điên khùng như là trong cái nhân vật này đó. Thì khi mà vào đây thì em phải hóa thân rất là khó, ví dụ nhờ có những anh chị, anh Tuấn được chỉ em thì mới có thể làm được đó. Thì lúc mà em đóng cái vai này á thì Châu Bùi, lúc mà em diễn xong cái Châu Bùi ra có tâm sự là em rất là thích những người đàn ông mà điên giống như vậy. nói về em á dạ xác nhận không ạ? Dạ xác nhận. Nói về em á có nghĩa là thích cái gu đàn ông là điên điên rồi khùng khùng vậy đó, mát mát vậy đó. Em có thích cái gu của em là Châu Phi không? Thật ra thì cái đấy nó từ tháng 12 năm ngoái, em thay đổi hàng tháng. Và mỗi tháng một gu nên là em cũng không nhớ nữa. Rồi xong luôn. Dạ tất cả là diễn bản nha bác nha. Đừng la đi em ạ. Thôi em không có gì để nói nữa, tiếp đi. Không có mà. Tại vì rõ ràng là bạn cũng cố gắng làm sao mình thực hiện thật là nghiêm túc trong cái vai diễn lần này. Bạn cảm nhận như thế nào khi vừa mới xuất hiện phim là chết liền? Anh spoil hết rồi, ta biết spoil cái gì, từ bao nhiêu cảnh ta nhìn là biết rồi, nhìn nguyên cái hũ cốt là biết rồi. Chưa biết chết rồi, trong công tác trong thông cáo báo chí là em chết ngắt rồi. Thông cáo báo chí là em chết rồi. Dạ thiệt. Em nghĩ nào à, một đất sắp diện rất là rộng của mình trong phim à? Dạ là lúc mà em lấy tới đây là em tính giấu cho mọi người bất ngờ á. Mà mọi ekip biết hết rồi. Dạ dạ, anh chị phóng viên đọc thông cáo hết rồi ạ. Sự là lúc mà chị Trang đưa kịch bản này á là em gọi là ở ngoài mặt á em rất là vui với mọi người, rất vui chị Trang, tự hào lắm. Nhưng mà ở trong là em hơi buồn. Tại vì chết một cái là phần 3, phần 4 đâu có em. Cái này là giống như một phần là xong luôn á anh. Không có em, phần 3 anh lên kịch bản có em rồi. Là đứt mắt hồi sinh ha anh. Không phải, đó là mình là phần 3 của chị 13 là mình làm về tâm linh. Tiền hồn dễ chứ. Đúng là gia đình lên thiệt anh Tuấn ơi. Thì tôi nói đúng là gia đình lên bằng thờ mới là tâm linh được. Cảm ơn bác La. Rồi quay trở lại với cặp đôi rất là hoàn hảo của chị 13 nè. Đó chính là hai người đàn em, diễn viên La Thành trong vai Thành Ke và diễn viên Thanh Tân trong vai Ai Chề. Thì bạn cảm nhận như thế nào với sự trung thành của hai nhân vật này? Và chúng ta đã thấy được một số cái khoảnh khắc mà hai nhân vật này tưởng chừng như sẽ buông bỏ với sự trung thành này, và đặc biệt là những cảnh khá là máu me đấy ạ. Xin mời La Thành. Dạ xin chào mấy anh chị. Thật sự thì hai nhân vật này chỉ đi xuyên suốt với chị 13 từ đầu đến cuối thôi. Rất là trung thành, rất là thương chị. Có khi thì vì những cái mâu thuẫn thì mới gây lộn với chị thôi. Em đang kể câu chuyện của phim luôn rồi đó. Thì ngoài ra thì hai nhân vật này em thấy cũng dễ thương bình thường, không có gì để mình phải bàn tới quá nhiều. Dạ. Thì còn có phần 3 nhân lực, nó hồi nãy là anh Lực quên. Hôm bữa là tại vì lúc quay thì thấy cái sự nhiệt tình của em
thấy sự nỗ lực bản thân của em quá lớn. Nên anh chị đã quyết định tạo cho một cái cơ hội. Chính chị Trang là người nói với em và anh Luật nói vậy là em hơi buồn. Thì phần 3 mọi người sẽ đổ tiền đầu tư vào cho em một dự án rất lớn. Là em là nhân vật chính luôn. Dạ, sự mất tích của thằng Ke. Là không có anh. Là không có em, cảnh 1, anh xuất hiện là anh bị bắt cóc. Mọi người sẽ đi tìm tới đầu cuối phim thì mới tìm được anh là hết. Đó là đầu với đuôi thôi. Của chị Trang nói, có thể xác nhận chị Trang mà anh Lực nói về Tâm Linh làm cho Phát La thì hơi buồn. Thì kết hợp hai cái thứ vô nhau sao? Nhờ sự báo mộng của Phát La. Nhưng mà rõ ràng là không phải trên phim đâu quý vị ạ. Đã là anh em thì suốt đời là anh em. Đó chính là câu chuyện ngoài đời thật của diễn viên Thu Trang cùng với rất nhiều diễn viên như là La Thành hay là Tân Trà. Thì tình cảm của Tân Trà dành cho chị Thu Trang cũng như anh Tân Luật như thế nào ạ? Ở ngoài đời anh chị đối xử với em ra sao? Nó không thích lắm nha. Thôi nói thật đi em. Dạ, nói tôi thì em chào tất cả mọi người có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Thì nói về anh chị thì em với anh chị là từ nhỏ tới lớn giờ, em từ lúc nhà thiếu nhi có anh chị Khu Mang em mà tới bây giờ thì cũng khá nhiều năm. Cho nên thì đừng khóc. Quen biết mới có dài chứ sao. Thì cũng giống như câu hỏi của em trong phim vậy đó. Máu của em lúc nào một cái chảy đều với chị. Chị luôn đó. Đó, tuyệt vời hả? Có những khoảnh khắc nào anh chị Khu Mang em mà em nhớ mãi không? Dạ thì có cái cuộc thi á. Em tính bỏ cuộc rồi nhưng mà anh chị động viên em gửi em tiếp tục cho nên em có ngày hôm nay chứ không có bỏ là cũng thua luôn rồi. Dạ thương quá. Vậy lúc đóng phim này em có nhận lương của anh chị không? Có dạ, em có chứ anh. Có sao mạnh quá vậy anh. Dạ, nhiều anh. Dạ có chứ anh. Dạ dạ, dạ làm phải nhận lương. Dạ nhưng mà tả không sửa cho con chứ. Dạ đó, lúc đó chưa có con. À chưa có con. Dạ lúc đó con lấy tiền ký vợ thôi. Dạ dễ thương quá. Và đó chính là những lời chào đầu tiên của các diễn viên và đạo diễn của bộ phim Chị 13 phần 2 3 ngày sinh tử quý vị ạ. Em xin hỏi là ai đã là người nhắm cho Bùi cho vai diễn Linh, và nếu có kế hoạch phát triển những phần tiếp theo thì cái nhân vật này có được có kế hoạch phát triển đường dài hay không? Em cảm ơn. Dạ cảm ơn câu hỏi của chị. Cảm ơn câu hỏi của chị. Nhưng mà em nghĩ là cái câu hỏi này em không trả lời được, tại vì cái việc mà em được đến casting thì em nghĩ rằng là đấy là quyết định của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng là mình ai cả. Và cái tương lai thì có Linh ở trong những cái tập tiếp theo hay không thì em nghĩ cũng là một cái bí mật mà không nên tiết toán sớm quá. Dạ. À khoan Châu, em mới nói là em phải đi casting mới được chọn vào trong phim này hả? Em có casting có không? Có không đâu hiểu sao vậy? Có. Dạ. Lần đó casting mấy người cho cái vai Linh à? Chắc cũng 3/4 showbiz. Vậy luôn đó hả? Wow, khó vậy luôn á. Dạ, lý do vì sao mà mình chọn cho Bùi cho cái vai Linh này là cô ấy đã có phần thể hiện ra sao tại buổi casting? Ngày casting á thì có lúc đó là gặp riêng rồi. Nên Châu tới cái phần mà họ gặp riêng từng diễn viên một và muốn tìm một cái màu sắc mới là cho Bùi. Và Hòa thì rất là thích cái vai của Châu Bùi trong Em Chưa 18 và nhớ một cái gương mặt rất là ấn tượng và rất là dễ nhớ, cộng với lại là từ cái thần thái ánh mắt là có thể Châu nói thẳng luôn là mới đầu là Châu em kinh nghiệm diễn của em không nhiều, nhưng mà qua một năm kể từ lúc Em Chưa 18 thì giờ em giỏi hơn ngày anh tin em đi. Đó là anh nhớ hoàn toàn bị nhắn cái câu mà lúc mà nói chuyện với Châu lần đầu tiên á thì hai anh em có nói chuyện với nhau khoảng 20 phút rồi sau đó là khoảng 20 ngày để thuyết phục anh chị để tin tưởng và 100% giao cái vai diễn cho Bùi. Và thật sự là cho tới lúc mà hoàn thành bản dựng thì chắc chắn là sẽ không ai thất vọng với vai diễn này của Châu. Cảm ơn Hòa rất nhiều ạ. Như vậy là Châu Bùi phải trải qua nhiều vòng casting đúng không em? Từ vòng casting của đạo diễn rồi phải qua tới nhà sản xuất nữa. Dạ cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều ạ. Dạ.